Hello, xin chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 rồi, 31 tháng 12 rồi mọi người ạ. Hôm nay ở bên Nhật mình thì là hôm nay là ngày cuối năm, sang còn vài tiếng nữa thì là sang năm mới rồi. Thì thôi mình cứ gửi một lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người, là chúc mọi người sang năm 2021 mạnh khỏe, làm ăn luôn hồng phát. Đấy, hôm nay em tiện thể đó là hôm nay em có một em trầm hương này. Đấy, một em trầm hương này em đã cho lên xem có anh chị cô chú nào mà ưng em này về đón, rước em này về để còn chuẩn bị chơi Tết nguyên đán ở Việt Nam mình. Đấy, một em trầm hương vẽ kín luôn. Em trầm hương này gọi là bách hoa phải không mọi người? Đấy. Em này thì là kích cỡ của em này thì khá là ưng luôn mọi người. Đây, chân có ba chân nhé mọi người nhé. Thôi bây giờ em trước tiên là em cứ đo cái chiều cao của em bình này. Em trầm này xem như nào. Em trầm này là cao là 45, khoảng 46 mọi người. Cao 45. Chiều cao của em này là 45, em đo vào bụng xem bao nhiêu. Chiều cao 45. Bụng của em trầm hương này là 1m02 mọi người ạ. 1m02. Bụng là khá là to luôn. 1m02. 1m02 là đọc như nào? 1m02 mà. Đọc như nào vợ không biết đây. Như này có phải 1m02. Thế hỏi chồng. Mọi người ạ, đây là một em trầm hương rất là đẹp luôn. Đây, em bây giờ em cho mọi người xem chi tiết của nắp và có một con lân rất là đẹp luôn. Em lân này thì không còn chê vào đâu nữa đâu mọi người. Hàng quá là tuyệt vời. Hàng này là hàng của Cutani nhé mọi người nhé. Em lân này là lân vẽ vàng luôn mọi người ạ. Lân vẽ vàng. Họa tiết vẽ là nổi khối hết lên nhé mọi người nhé. Đấy. Đây, em cho mọi người xem nó có hai cái tay nắm này. Đấy. Đấy, bên trong đây này hơi hơi nguy hiểm. Đây ở miệng nó là vẽ vàng mọi người nhé. Bây em đo cái miệng cho mọi người xem. Đấy. Miệng của nó 18,5 mọi người ạ. Miệng 18,5. Một em trầm hương này khá là đẹp luôn mọi người ạ. Họa tiết thì đầy đủ. Đây, em cho mọi người xem đây. Chữ truyện nó Cutani mọi người nhé. Chữ ký Cutani luôn. Bốn chân của nó là bốn chân vẽ vàng luôn mọi người ạ. Ừ, bốn chân vẽ vàng. Khá là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ cho cái nắp nó lên đi. À, quay bên trong nắp cho mọi người xem này. Đấy, bên trong nắp. Men dạn nhé mọi người nhá. Em bình này là men dạn, chất liệu men dạn. Bây giờ em sẽ quay xung quanh để cho mọi người xem. Em quay làm sao để đủ tổng thể luôn nhé. Để anh quay cho mọi người xem. Mọi người xem ai mà ưng em bình này muốn muốn mua em trầm này về. Để chuẩn bị chơi Tết năm 2021. Thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người tranh thủ nhanh tay để đặt hàng em này để còn kịp về chơi Tết mọi người ạ. Em này khá tuyệt vời luôn. Con lân vẽ vàng luôn mọi người, quá là đẹp luôn. Hai cái tai này mọi người, hai cái tai này là vẽ vàng nhé. Em quay lại cái tai này cho mọi người xem ấy. Đấy, cái tai này là vẽ vàng luôn. Rất là đẹp luôn. À, cái tai này thì em không biết nó là con gì, nó như kiểu là con hổ ấy mọi người, con hổ ấy, con lân ấy. Nhìn mặt thì là như này, trông rất là giống mặt cái tai con hổ luôn mọi người. Em nghĩ là đây là con hổ. Đây em quay lại vào vào cái mặt đó cho mọi người xem. Đấy, mặt này là con mặt này là mặt của một con gì đó.
100% là một con gì đó, nhưng mà em không biết nó là con gì, thì em cũng mạnh mồm thì em cứ nói là mặt nó là con hổ đi mọi người ạ. Nếu mà nó có không đúng thì mọi người xem video thì đừng cười em nhé. Mà mọi người biết mặt nó là cái gì thì mọi người comment ở giữa phần dưới video để chỉ cho em, lần sau em còn biết, em còn khi em làm video em quay em trả lời mọi người. Rất là đẹp luôn. Họa tiết toàn bộ vẽ nổi khối vàng nhá, vẽ vàng nổi khối mọi người nhá. Đây mọi người này, vẽ nổi hết lên nhá. Như này nó nổi lên nó khoảng tầm 1 ly ấy, nổi hẳn lên chứ không phải là hẳn xuống đó. Đây là nó họ vẽ vàng đắp vàng nổi khối lên mọi người ạ. Đây là một bông hoa mẫu đơn này, đây là bông hoa này nữa, ở cánh này nữa. Nếu mà mọi người nhìn kỹ là nó sẽ nổi hết lên, vàng nổi khối lên. Quá là đẹp luôn. Quá là tuyệt vời. Em vừa quay cái chân này chưa nhỉ? Cái chân này. Đây. Đây, để em quay quay lại cái con lân này cho mọi người xem. Đấy, tổng thể nó đây. Em quay con lân này, quay lân này cho mọi người xem. Đấy, lân vẽ vàng nhá mọi người nhá. Chiếc này khá là tuyệt vời luôn mọi người. Em nghĩ là cái bình này là quá hoàn hảo luôn. Đấy. Mọi người mà ai mà muốn mua em bình này, em trầm hương này về thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Thôi một lần nữa thì cho em gửi lời chúc mừng chúc mừng năm mới chuẩn bị tới rồi. Thì em sẽ gửi một lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả quý anh chị và các cô chú đã luôn vào xem video và đã mua hàng của em. Thì cho em gửi một lời chúc chân thành nhất, là em chỉ biết chúc là chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn thật gặp nhiều may mắn. Đấy, thôi em xin chào tất cả mọi người nhé.